Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé. Video này mình sẽ hướng dẫn các bạn thổi sáo ca khúc Nhất Tiễn Mai. Đó. Một ca khúc rất là hay và quen thuộc đối với chúng ta. Tuy nhiên là mình thường thấy các bạn thổi ở những cái tông thấp. Tông thấp có nghĩa là bắt đầu từ Re. Bắt đầu từ Re thì nó sẽ nốt cao nhất của nó chỉ là nốt Re 2 thôi. Thành ra là cái bài nhạc nghe nó hơi yếu, nghe nó không được chắc khỏe. Đấy, thì mình sẽ hướng dẫn các bạn thổi tông cao. Và cái tông cao này thì cũng là nó nằm trong cái quãng âm đẹp nhất ở cây sáo trúc, đó là từ khoảng nốt pha 1 cho đến nốt son 2, la 2. Đấy là những cái nốt mà khá là đẹp trên cây sáo trúc. Và có nhiều bài chúng ta sẽ chọn được hai cách thổi, nhưng có những bài chỉ có thể một cách thổi thôi, bởi vì nó xuống quá thấp. Đấy, thì những cái bài mà chúng ta có thể chọn hai cách thổi thì chúng ta nên chọn cái cách thổi trên tông cao, nó sẽ hay hơn. Rồi, mình sẽ hướng dẫn các bạn vào câu đầu tiên luôn nhé. Đầu tiên này, son son re do si la son fa son. Đấy, thì chúng ta chú ý là cuối các câu chúng ta sẽ rung hơi nhé. Sòn sòn, ở đây có hai nốt sòn. Nốt sòn đầu tiên chúng ta sẽ đánh lưỡi đơn. Sòn thứ hai chúng ta sẽ vỗ vào pha. Đó, lên rế chúng ta vừa đánh lưỡi đơn, vừa chúng ta nhấp ngón tay này. Si la si la son fa son. Đấy, thì ở đây có nốt son. Đấy, khi chúng ta đi qua nốt son này xuống fa, chúng ta sẽ nhấp cái ngón tay. Rồi, câu tiếp theo. Sòn sòn si đô đô rê mi rê đô rê. Đấy, thì ở bài này, câu này chúng ta sẽ gặp nốt mi giáng ở quãng 2. Thì mi, đây là mi, và chúng ta sẽ bịt nửa lỗ này thì là mi giáng. Đấy, theo cái kinh, một cái mẹo nhỏ cho các bạn là từ rê chúng ta chỉ cần nhích cái tay lên một tí thôi là chúng ta sẽ ra mi giáng luôn. Đấy, nhích tay lên chứ không cần phải nhấc lên đặt xuống, nhớ chưa? Nhích lên một chút thôi. Rồi, thì cái câu đầu tiên hai nốt sòn chúng ta cũng sẽ sòn đánh lưỡi đơn. Câu sòn thứ hai sẽ đấy, đệm một nốt phà. Đó. Sòn 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 si sòn xuống sòn chúng ta lại đấy, chúng ta nhấp ngón trỏ này. Dê mí này. Đấy, bởi vì cái nốt mi giáng này chúng ta chỉ lướt qua thôi, cho nên nó rất là nhanh. Chúng ta nhích ra và chúng ta đặt lại dê luôn thì nó rất là tiện. Đấy. Đấy, đồ dê nó dễ nhấp, nhấp ngón giữa này. Rồi, câu tiếp theo. Dê pha son, pha dê đô, si đô dê son. Đấy, dê pha son, son chúng ta sẽ nhấp ở ngón giữa tay trái. Đấy, xuống pha chúng ta cũng sẽ vỗ. Đô dế. Rồi, tiếp theo. La la son fa la fa dê dê si la son. Đấy, la la.
Lá đầu tiên nó sẽ nhấp từ son lên. Đấy, son đó, nhấp ngón trỏ. Đấy, nhấp rất là nhanh nhá. À, nó nghe ra thì là sòn xí la. Đấy. Đấy. Chúng ta nhấc ngón tay lên đặt xuống thật là nhanh thì nó sẽ tạo ra một nốt la nữa, chúng ta không cần đánh lưỡi đơn. Đấy. Đấy. Và lá thì nó cũng sẽ tương tự như vậy. Fa rè rè si la son thì rè rè chúng ta sẽ đánh lưỡi đơn, rè rè si la son, nó son cuối cùng chúng ta sẽ, nếu mà nhấp được thì rất hay. Đấy, thì chúng ta sẽ lặp lại một lượt như vừa rồi nhé, bởi vì là hai cái câu tiểu khúc của nó sẽ là hai câu giống y hệt nhau. Rồi, tiếp theo điệp khúc nhá. Điệp khúc thì cũng khá là đơn giản thôi. Sòn xoắn. Đấy. Sòn xoắn này thì chúng ta sẽ có rất nhiều cách thổi. Sòn đầu tiên chúng ta có thể đánh lưỡi đơn và nhấp ngón giữa. Sòn thứ hai chúng ta sẽ vuốt từ pha lên. Đấy. Cũng có thể đảo ngược lại. Đấy, đúng không? Sòn đầu tiên chúng ta sẽ vuốt từ pha và sòn thứ hai chúng ta sẽ nhấp xoắn, nhấp. Thì tùy các bạn sẽ chọn cách nào nó hợp lý và theo sở thích của các bạn nhé. Đấy, nó đều ra hết. Hoặc là cả hai cũng được. Đấy, dè pha son. Đấy, pha dè. Thì pha trước khi xuống rè chúng ta sẽ cũng sẽ nhấp ngón áp út này. Đấy. Đấy, xoắn cuối cùng nó nhấp này. Đấy. Pha rè chúng ta có, pha chúng ta có thể đánh thẳng vào cũng được hoặc chúng ta sẽ vuốt từ dê lên nhưng mà thật là nhanh nhé. Pha dè thì nốt dè này chúng ta sẽ trước khi xuống đồ chúng ta sẽ nhấp một lượt thôi, đánh đơn một cái. Đấy. Đấy. Dê, cứ dê chúng ta sẽ nhấp như này. Rồi, tiếp theo. Si son fa son. Si son fa son. Thì cái nốt son si. Đấy, cái nốt son thứ hai ấy, son fa son, chúng ta sẽ nhấp. Một là chúng ta có thể nhấp ngón trỏ. Hai là chúng ta nhấp ngón giữa được. Nó đều ra cả. Đấy, pha xoắn quãng hai chúng ta cũng sẽ làm tương tự. Rồi, tiếp theo thì cũng sẽ gần giống câu đầu tiên của điệp khúc. Đấy, đoạn này sẽ khác này. Si son fa son dê đô dê fa son dê đô dê. Dê đô dê thì cứ dê chúng ta sẽ đánh lưỡi đơn và chúng ta sẽ nhấp ngón tay kết hợp cả hai nhé.
Đấy. Đấy, pha xoắn đúng không ạ? Rồi, tiếp theo. Cũng tương tự như hai câu vừa rồi. Đấy, thì có ba câu xoắn xoắn chúng ta sẽ áp dụng theo ba cách khác nhau thì nó sẽ nghe nó không bị chán. Đấy, cái câu xí son phà son của cái câu thứ ba của điệp khúc chúng ta sẽ kéo dài nốt son ra. Đấy, và tất nhiên thì cơ nốt nào kéo dài chúng ta sẽ rung hơi. Dế đô dế chúng ta cũng sẽ kéo dài và sẽ làm như câu thứ hai. Rồi. Pha dê phá phà son thì dê đó chúng ta sẽ nhấp cả hai ngón tay này luôn nhé. Đấy, chứ không phải một ngón như như lúc đầu mà dê phá nó phải nhấp hai ngón tay. Đấy, phà son thì nó sẽ nhấp một ngón tay thôi. Ok, đó là bài Nhất Tiễn Mai. Thì bài này cũng khá là dễ thôi. Anh em nào mà chịu khó thì chắc luyện tầm nửa tiếng là thổi, có thể thổi được như mình rồi. Vâng, xin chào tất cả các bạn nhé.